Cái lạnh của mùa đông nước Anh cũng không thể ngăn cản được tình yêu với bóng đá của nửa đỏ thành Manchester hiện tại sau sự ra mắt thành công mỹ mãn của huấn luyện viên tạm quyền Ralf Rangnick. Bàn thắng ấn định tỷ số của Fred trước Crystal Palace đã thắp sáng lên niềm hy vọng về một Man United khởi sắc hơn dưới bàn tay nhào nặn của chiến lược gia người Đức. Tuy nhiên, với những người hâm mộ lâu năm của Quỷ Đỏ, ăn mừng bây giờ có lẽ là còn quá sớm, nhất là khi vẫn còn rất nhiều công việc cần phải làm. Trước mắt là trong 6 tháng tạm quyền của thầy ông nội tại Old Trafford, thì bậc thầy Gegen Pressing sẽ làm thế nào để thay đổi lối chơi của một Quỷ Đỏ đã từng rất thành công trong quá khứ. Sau sự ra đi của Michael Carrick, bộ máy huấn luyện của Man United hiện chỉ còn lại sự phục vụ của Kieran McKenna và Mike Phelan, rõ ràng là thiếu hụt cả về chất và lượng. Rangnick được United chiêu mộ để thay thế Ole Gunnar Solskjaer và ông có quyền lựa chọn những vị trí trợ lý phù hợp với triết lý bóng đá của mình. Ông chia sẻ, tôi sẽ cố gắng tìm thêm 1, 2 hoặc có lẽ là 3 người có thể tham gia cùng chúng tôi trong 1 hoặc 2 tuần, nhưng với tình hình Brexit hiện tại, điều này sẽ không hề dễ dàng. Nhiều đồng nghiệp của tôi, bất kể là chuyên gia phân tích hình ảnh hay trợ lý huấn luyện, hiện đang có những bản hợp đồng dài hạn với các câu lạc bộ lớn, nên họ không thể đến đây lúc này, và chúng tôi sẽ phải đưa ra những quyết định sáng suốt trong việc lựa chọn người phù hợp. Tôi hy vọng có thể có được họ trong 1 đến 2 tuần tới, nhưng tôi không thể nói trước với các bạn bất kỳ cái tên nào. Vào khoảng 2 ngày trước, chúng ta đã biết được cái tên đầu tiên sẽ cùng sát cánh với vị chiến lược gia 63 tuổi người Đức, chính là Chris Armas, một cái tên nghe qua còn khá xa lạ với hầu hết những người yêu mến bầy Quỷ Đỏ. Thông báo về việc gia nhập Manchester United của Armas sẽ được chính thức thông qua trong vài ngày tới, khi những vấn đề và thủ tục về giấy phép lao động được hoàn tất. Quay lại với câu hỏi, Armas là ai mà lại được đích thân nhà cầm quân người Đức liệu cơm gắp mắm? Chris Armas, tên đầy đủ là Christopher Armas, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1972 tại New York, Mỹ. Ông từng làm huấn luyện viên trưởng cho Toronto FC, nơi ông chỉ giành được 1 chiến thắng, 2 thất bại và nhận tới 8 trận hòa. Sau 6 tháng dẫn dắt câu lạc bộ, Armas đã lập tức bị sa thải sau khi để thất bại một cách bạc nhược trước đội bóng cùng giải đấu là DC United. Trước đó, ông giữ cương vị trợ lý huấn luyện viên tại New York Red Bulls, cũng là một đội bóng tại MLS. Nhưng sau sự ra đi của huấn luyện viên trưởng Jesse March, Armas được lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế nóng mà Jesse Nottlingard để lại. Ông đã cùng đội bóng giành được Supporters Shield và tiến vào trận chung kết MLS Cup trước khi để thua Atlanta United vào năm 2018. 2 năm sau khi cùng đội bóng nếm trải bao đắng cay ngọt bùi, ông đã chính thức bị cách chức. Có vẻ như sự nghiệp huấn luyện của Armas không được suôn sẻ cho lắm. Ông còn từng là huấn luyện viên cho đội bóng nữ trường đại học Adelphi. Về sự nghiệp quần đùi áo số, Chris Armas có 264 lần ra sân cho Long Island Rough Riders, LA Galaxy và Chicago Fire ở vị trí tiền vệ. Ông còn góp mặt trong 66 trận đấu cho đội tuyển bóng đá Nam Hoa Kỳ, trước đó là 8 lần được đăng ký thi đấu cho đội tuyển quốc gia Puerto Rico. Trong suốt 13 năm chinh chiến với trái bóng tròn, từ năm 1997 đến 2007, Armas góp dấu giày vào 20 bàn thắng, gồm 18 bàn cho các đội bóng tại MLS và 2 bàn cho đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ, giành được 1 MLS Cup, 1 Supporters Shield, 4 US Open Cup, 6 lần lọt vào danh sách MLS All-Star và 1 lần được bầu chọn làm MVP của năm tại Chicago Fire, một sự nghiệp cầu thủ có thể nói là khá thành công. 5 năm trước, Rangnick lần đầu gặp mặt Chris Armas, khi đó ông còn giữ chức trưởng bộ phận phát triển thể thao của New York Red Bulls, còn Armas là trợ lý huấn luyện viên dưới trướng Jesse March. Rangnick phát biểu trong buổi họp báo trước trận Man United đối đầu với Young Boys tại UEFA Champions League rằng, kể từ đó chúng tôi gặp gỡ nhau khá thường xuyên. Thế nên có thể coi mối quan hệ này là khá khăng khít khi Rangnick đã rời New York Red Bulls hơn 1 năm về trước, thế nhưng hai người vẫn còn giữ liên lạc để đến hiện tại là một lần nữa sát cánh cùng nhau trong công cuộc phục hưng nửa đỏ thành Manchester. Man United sẽ có được sự phục vụ đắc lực của một trợ lý huấn luyện viên người Mỹ, thế nhưng vẫn còn nhiều dấu hỏi được đặt ra xung quanh việc lựa chọn một trợ lý đã bị sa thải 2 lần khỏi 2 đội bóng trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Thậm chí, lần sau còn tệ hơn cả lần trước khi ông bị cách chức chỉ sau 6 tháng cầm quân với thành tích bết bát. Bản CV phía trên cũng không mấy ấn tượng khi Armas chưa từng ra châu Âu thi đấu hay huấn luyện. Cần phải biết rằng, môi trường bóng đá ở Mỹ khác rất xa so với bóng đá Anh, quê hương của môn thể thao vua,
nơi bóng đá được gọi với tên thật của nó là football, chứ không phải như ở Mỹ là soccer. Hy vọng của người hâm mộ cũng sẽ rất lớn khi Man United là một trong những đội bóng lớn nhất thế giới được dẫn dắt bởi một trong những huấn luyện viên tài ba nhất, người từng là thầy của những Jurgen Klopp hay Thomas Tuchel, những chiến lược gia hàng đầu tại Premier League thời điểm hiện tại. Việc chuyển từ một môi trường bóng đá không đặt nặng tính pressing như MLS sang một đội bóng chơi thứ bóng đá gegenpressing tầm cao, áp đặt lối chơi lên đối thủ như Man United không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu chỉ nhìn vào mặt tiêu cực như vậy, có thể sẽ thấy rằng Chris Armas chưa đủ tầm để chèo lái con tàu United cùng Ralf Rangnick. Tuy nhiên, việc Armas cập bến Old Trafford cũng sẽ có những mặt tích cực. Thứ nhất, Armas từng là huấn luyện viên của New York Red Bulls và việc ông được nhận làm trợ lý của United sẽ là viên gạch đầu tiên trong quá trình xây dựng cây cầu kết nối Man United với hệ thống các câu lạc bộ của Red Bull, bao gồm FC Liefering, Red Bull Salzburg của Áo, New York Red Bulls của Mỹ, Red Bull Brazil của Brazil và RB Leipzig của Đức. Mối quan hệ khăng khít của Ralf Rangnick với hệ thống của Red Bull cùng với Armas sẽ là bước đệm hoàn hảo giúp nâng tầm thương hiệu của Manchester United. Chúng ta cũng đều biết thương hiệu Red Bull lớn mạnh ra sao, theo cùng với đó là những bản hợp đồng chất lượng cũng sẽ được thương thảo một cách dễ dàng hơn. Thứ hai, Armas đã từng chinh chiến qua nhiều đội bóng khác nhau tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, nên chắc chắn là ông cũng đã biết cách để thích nghi với những triết lý bóng đá khác nhau. Điều này là rất cần thiết cho Man United trong bối cảnh Ralf Rangnick cũng mới cùng MU trải qua một trận đấu duy nhất trước Crystal Palace. Chắc chắn sẽ không mất bao lâu để Chris Armas làm quen và thích nghi với một triết lý bóng đá mới, một môi trường bóng đá mới, cuồng nhiệt và cháy bỏng hơn rất nhiều so với MLS. Thứ ba và cũng là cuối cùng, Armas và Rangnick đã từng làm việc cùng nhau trong quá khứ với mối quan hệ khá tốt giữa đôi bên. Armas chắc hẳn đã học hỏi được rất nhiều từ vị chiến lược gia người Đức, khi đó còn là giám đốc phát triển bóng đá cho New York Red Bulls. Việc được học hỏi từ ông tổ của gegenpressing chắc chắn sẽ giúp Armas rất nhiều trong chặng đường sắp tới, khi Ralf Rangnick mới chỉ bắt đầu định hình lối chơi cho Quỷ Đỏ. Sau cùng, tôi xin khẳng định rằng Armas không phải là một người tầm thường. Tôi không dựa vào những thành tích có phần không được xuất sắc phía trên để phát biểu như vậy, mà tôi dựa vào việc Chris Armas đã được Ralf Rangnick lựa chọn. Là một huấn luyện viên có tiếng nên việc tuyển chọn cộng sự của thầy ông nội sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của đối phương. Và tất nhiên, việc chiêu mộ Chris Armas của Rangnick không phải để cho vui mà chắc hẳn đã được suy tính từ trước. Man United đang trong giai đoạn khó khăn về phong độ khi dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, đội bóng này không có được một lối chơi rõ ràng và sắc nét. Armas có thể tồn tại những tố chất mà Rangnick cho rằng là phù hợp để cùng ông dẫn dắt Man United, ít nhất là trong 6 tháng tạm quyền của ông tại nhà hát của những giấc mơ. Cùng với Mike Phelan, Kieran McKenna, Chris Armas và có thể là 1-2 trợ lý nữa, Rangnick sẽ bắt đầu hành trình chinh phục những đỉnh cao cùng Man United. Armas cũng sẽ có cơ hội đầu tiên trong cuộc đời được tiếp xúc với môi trường bóng đá hàng đầu thế giới tại một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, được làm việc cùng những cầu thủ, những anh tài, những siêu sao được thế giới săn đón ở thời điểm hiện tại. Đó sẽ là thử thách, nhưng đồng thời cũng sẽ là vinh dự ngàn năm có một của bất kỳ vị huấn luyện viên nào trong cuộc đời. Armas sẽ cùng Rangnick và các trợ lý giành lấy ít nhất một danh hiệu về với phòng truyền thống của câu lạc bộ trong mùa giải này. Hãy cố gắng chứng tỏ bản thân tại nơi đây, Armas. Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu hiện hữu tại Old Trafford, những tia nắng của hy vọng soi rọi những tâm hồn đang dần héo úa tàn lụi, thắp sáng những con tim lạc lối trong màn đêm. Sau cơn mưa trời lại sáng, người hâm mộ Quỷ Đỏ chắc hẳn phải cảm thấy rất rạo rực khi được chứng kiến mùa hè tại Stratford End, một mùa hè giữa tiết trời tháng 12 lạnh lẽo của Vương quốc Anh. Một triều đại mới đang dần được khai màn. Chào mừng Chris Armas đến với Manchester United.